Đây là những cô tiên, những ông tiên tương lai biết chịu ngồi yên một chỗ mà gần một tiếng đồng hồ là giỏi rồi đó. Ở ngoài kia con kêu thử một đại gia hay một chính trị gia hay là một ông tướng lãnh đang nắm chức thống đốc, kêu Biden đây. Kêu Biden ngồi đây thì hộ dạy thiền 5 phút bảo đảm Biden ngồi không ngẩu. Tại vì khi ngồi thiền á, cái tâm á, mà không có tỉnh, không có cách nào con ngồi yên á, sẽ ngứa ngay, nó sẽ khó chịu. Thời gian đầu nó sẽ có những cái triệu chứng, thứ nhất là khi mà mình lắng động vậy nè, những cái đau buồn, những cái chuyện mà cần thiết phải làm á, nó sẽ khởi dậy. Tại 15 phút đầu là nó quán mà, nó quán là nhớ rồi. Toàn là nhớ mấy chuyện u sầu không à, rất là khó. Có những người đang ngồi cái nhớ cái ngồi cái bật vậy luôn á, không có ngồi yên luôn, nên không phải ai muốn ngồi thiền là ngồi. Còn ở trong vũ trường nó mở nhạc như đầm rầm rầm rầm, cỡ nào vô nghe tiếng nhạc là nhảy theo liền. Lên Reno hay là Las Vegas không có biết kéo máy, không có biết đánh bài, mà nghe người ta trúng la lên cái mình cũng thấy vui lây nữa. Học xấu là học lẹ đó, cái đứng ngó một chút cái biết đánh là từ từ là đánh luôn. Còn tiếng lon con mà tiền nó chạy xuống ba chim ba trái nho hay gì gì đó là nghe lon con khoái lỗ tai đó. Cho nên Mỹ nó tạo ra mấy cái tiếng đó để cho làm cho người ta thích. Thì Phật hồi xưa có dạy thời mạt pháp, ai mà chạy theo âm thanh với màu sắc, sắc là chạy theo tà. Chỉ chạy theo Thượng Đế, chạy theo cha mẹ, theo sư phụ thì nó chỉ có thanh tịnh vậy thôi. Thì phân nửa cuộc đời là đạo, phân nửa là đời, phân nửa này sẽ về làm cho nước Việt hùng cường giàu mạnh, cứu dân tộc khỏi bị diệt chủng bởi Trung Cộng. Phần nửa này thì đã đưa ra một cái pháp môn và đưa ra một cái triết lý, cái lối sống mới, một cái đạo mới ở thời mạt pháp. Đời cho nó đúng đời, đạo cho đúng đạo. Ngày hôm qua hộ đi vô chỗ đám ma mặc đồ vest thì cũng bình thường, có ai biết đâu, đúng không? Mang giày rồi cũng bình thường, tại chỗ đó mê gà không, mình phải mang giày hôm ấy. Còn về đây thì núi, hộ đi giày thì bụi thì mình nó mang giày núi, giày dởm mặc áo rồi vậy nè. Nhưng mà hiện giờ là tu, hôm qua mặc đồ xịn là đâu có tu. Bây giờ là vui. Cho nên đời lúc nào đời đúng đời, đạo đúng đạo. Tương lai nhân loại thời đại văn minh mà gọi là 5D, 10D, 10G gì đó thì phải như vậy. Chứ không có thể mà Phật tử cà gù cà gật mặc áo chèn rồi vô gặp ai về dạ, nhưng mà đầu óc không có thông minh. Mục đích xuống thế gian này, mục đích mình ở cái đâu ở địa cầu này, mình sanh ra cho tới ngày mình đi về trời á, thì mục đích chỉ là học khôn thôi. Triết lý của Phật là chỉ làm con người khôn thôi, chứ không có cần đạt thần thông, cũng chẳng có cần gì bingo hết. Dĩ nhiên là cần chút tiền phải không, nhưng mà đâu phải tiền nó dạy ta khôn đâu. Nhiều khi nhiều người không có tiền ta cũng khôn vậy. Cho nên nếu mà nói về danh từ á, mấy ông thầy thì nói là tu kiểu thiền hay là đọc kinh hay làm này làm kia, mục đích là sanh ra trí tuệ. Còn mình nói chỉ trí tuệ thì có nhiều người không có hiểu hay cao siêu. Ví dụ như nói chúng ta chỉ học khôn, mà muốn học khôn thì phải làm gì? Chẳng lẽ trong phòng, ở trong nhà, người khốn đâu tới trong nhà trong phòng cho mình. Trong nhà trong phòng của mình thì nó có bao nhiêu cái bộ mặt đó, bao nhiêu phong cảnh đó, đâu có gì đâu khốn, phải đi đây đi đó mới gì có câu gì đi đây đi đó đi một ngày đàn học một sàng không à, đúng rồi, đi ngàn đàn học một sàng không. Giống như sư phụ mà hôm qua mình Malago á, sư phụ đâu có học khôn kiểu ông Trump, ông lên ông đứng ông nói chuyện 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, hộ ngồi cách gần ông bằng từ đây tới cầu thang vậy đó. Ông còn nhìn mình, ông còn cười nữa. Cái cuối cùng ông nói, ai lên khán đài nói chuyện
đồn này quanh miêu lần đó là cái có mấy bà Mỹ già bà lên bà nói có ba câu à, bà đồn này miêu lần cái học không không tự vì con người ta đó thích đông người đó, tại tới 5-7 nghìn người mà toàn là người giàu có không, mà tự nhiên lên đứng khán đài cái nói hai câu là phải đồn này cho ông 1 triệu cái ông hỏi còn ai nữa không, cái có người lên cũng như đấu giá vậy đó. Cho nên ở đây á, cái những cái nơi mà gọi là đấu giá mấy cái đồ cổ này nọ giống cái nón, thật sự người ta không có cần cái đó, nhưng mà có người cần get together, người nào mà có sức hút tập trung đông người, người đó mới là người có tài. Cái tập trung đông người như chúng ta ngồi đây không phải dễ đâu. Rồi, có người chúng ta ngồi đây nè, đây thì mình không có đấu giá. Giống như cho nên ở Hollywood họ hay tổ chức những cái buổi tiệc này kia tào lao lắm. Ồ, birthday, nhiều khi nó làm birthday giả nữa. Để mục đích là từng đó nó gặp mặt, rồi bắt đầu cái nó ra đấu này đấu cái kia. Toàn bộ có người chúng ta là nó có 4-5 loại thức ăn. Thức ăn mà cần gặp đông người này nọ là thức ăn cảm thọ, về là tưởng thực thì cần gặp cái đó, chứ không phải là thức ăn mà ăn uống đồ ăn vô. Thức ăn tinh thần nó quan trọng lắm, trong kinh Phật có 4-5 loại thức ăn: thức thực, tứ niệm thực, tưởng thực và tưởng thực. Những người ta nghèo á, người ta không có đồ ăn, người ta tưởng tượng ăn tô phở người ta cũng thấy no nữa, vui á, cũng no, buồn cũng no. Mấy cái loại thức ăn đó là khó cần phải gặp đông người này người kia, thì ở nhà cũng vậy, cứ mong cho ai gọi mình hay làm này làm nọ, không có ai mà chịu nghĩ ra một cách rất là đơn giản, đó là chỉ cần ra bát do ngồi thiền như vậy thôi, người đó bảo đảm không cần ai hết, sống cô độc giống như là sừng tê giác vậy đó, một mình vậy đó. Thì tập ngồi thiền, người nào mà biết ngồi thiền á, kiểu này á, không bao giờ sợ cô đơn, cũng không bao giờ sợ bệnh, cũng không có sợ già, cũng không có ẹt đột xuất. Ngồi thiền sao ẹt đột xuất được? Tại vì cái energy lúc nào nó cũng là tốt hết, năng lượng lúc nào cũng là năng lượng sáng không à. Ngược lại, có một người sư phụ biết, kỹ sư lỗi lạc rất là giỏi, năng động lắm, mà đến khi bị vợ chơi, tôi ở với ông lâu năm mà ông không có làm được, có bầu có con được, chứ bị bệnh gì mà không biết, tới thể stress mà không sanh con được, buồn quá lấy súng bắn cái rầm chết ngay cầu thang, con biết dù nó ai đó mình đừng nói tên đây. Khi chết lúc đó sư phụ mới nhờ Xích Long tới đó để mà chiêu cái thằng hồn giảng sanh. Khi mà con người mà depression mà làm một cái chuyện đó bắn rồi nó tán đi cái thằng hồn đi, không mà qua bên cõi kia không có được đi đâu hết, chứ có lẩn quẩn đó vậy đó. Đạo đạo ông giáo hồn biết không có nên tự tử, thì cũng như ở địa ngục vậy, mình cũng không biết chết, nó chết đột xuất quá, cái hồn mà bị viên đạn nó xuyên qua thì làm sao mà nó tỉnh được. Cái hồ cứ tính thỉnh về đây để mà khánh cho Hy đi đầu thai, nhưng mà cũng không được. Lúc đó mấy vị mới nói cái người này phải ở đây hàng nghìn năm, ở một chỗ vậy đó, tức là ngay ở chỗ cầu thang trong nhà cũng là cái địa ngục của người đó. Cái hồn hở như nó cục đá hay bất động, cũng giống mấy đứa bị Alzheimer không biết gì đó. Cho nên mỗi ngày họ thiền căn bản là đó, tra dạy cho bộ thượng đế là chính là ngồi thiền. Con làm gì làm biết, bỏ sư phụ cũng được, bỏ núi cũng được, nhưng mà ở nhà cái này thường nhắn nhủ những đứa mà còn cái nhẹ đó, ở nhà phải gắng ngồi thiền. Tại vì nếu mà thầy trò hôm nay mà không có đủ duyên á, thì ở nhà ngồi thiền á, có thể về trời gặp được sư phụ lại, không hiểu không? Tại còn cái nhẹ mắc cỡ không dám gặp á, thì về trời gặp, chết rồi không có mắc cỡ nữa. Nếu mà chết mà mắc cỡ á, thì tại sao biết bao nhiêu vong hồn của đó lên núi mình, nó đứng ở dưới chầu trực ở dưới ngoài sân gót,
ông thân thần không cho lên đó. Cảm tập mà thiền ngồi một chỗ, mà thiền kiểu thù nghe, mà thiền kiểu đi về bên the dark shadow đâu. Nó có hai loại, bên trắng bên đen á. Ví dụ như cỡ lớn tuổi, cỡ là đệ tử đó sẽ bị liệu, bị quên, bị lẩm cẩm, lâm gì. Mà thiền nó cũng không có lâm gì nữa, bớt đi đó. Trí nhớ nó sẽ sáng ra. Chỉ có ngồi thiền là sanh ra trí tuệ. Từ cái trí tuệ mà siêu á, nó sẽ có thần thông. Thần thông có nghĩa là gì? Cái level thứ nhất mà mấy con biết tăng á, thì khi mình ngồi lâu á, mình càng ngồi lâu á, cái mình thấy cái này nó ra ánh sáng. Thường thường mà mấy đứa mà không ngồi thiền á, nhắm mắt lại nó tối thui không? Mà mấy đứa ngồi thiền á, nhắm mắt lại nó vẫn là có màu sáng á. Thế là cái hào quang của mình á. Rồi mình calm hơn, mình chín chắn hơn. Rồi cái cao cao hơn nữa, thì khi con ngồi nhìn nè, thì con cảm giống như con bay bổng lên phải không? Cái đích là bay lên khỏi mặt đất. Có những lúc mình cảm thấy cái body mình bự ra phải không? Rồi sẽ có một lúc á, nửa đêm á, mà cái này phải ngồi liên tục 3 tiếng nữa. Rồi lúc đó mình sẽ mở được chút xíu cái trên này, nó gọi là cái pinnacle trên này nè. Tại vì mình uống nước nhiều, cái fluoride nó đóng, nó bám vô, nó mở á. Khi cái này nó mở ra đó, mình có thể nhìn vợ mình kế bên được á. Thí dụ như mình ngồi ở cái giường bên đây, cách điều mà nói chừng 20 feet, nhưng mà mình đi qua đi lại được, cái xác nhận rồi đó. Ngó có thể là thấy bả là, hay là thấy ổng á, là con chó nằm chồ queo đó không chừng. Tại đó là cái thần hồn mình đã biết đi rồi, nhưng mà biết mình đang ngồi thiền á. Đó là những hiện tượng đầu tiên của con sẽ thấy cái đó. Rồi cái kế tiếp nữa thì từ từ con sẽ có cảm giác giống như bữa nay mình có cuộc gặp mặt ở đây, ngồi ở đây. Nhưng mà mấy con ở nhà đã biết chứ, cái mình lại mình thấy cảnh này, ủa sao tôi quen quá, tôi nhớ tôi đã làm qua cái này rồi. Nhưng mà thật sự cái trí thông minh giống là tiên tri rồi đó, gần đã biết trước rồi, đã biết trước là mình đã qua sẽ gặp những cái khuôn mặt này, rồi với phong cảnh yên vậy, trời temperature như vậy, với cái dù này luôn nữa. Đó là từ từ đó, lên đó. Cho nên những thiền sư họ rất là có cái thần thông, nhưng mà thiền sư người ta không, trong cái luật không có được nói ra. Đa số Phật giáo Việt Nam mấy thằng hòa thượng lớn đều có cái đó hết, mà luật Phật không có được nói. Con sư phụ, lão đời, con cha, thiên tử, con vừa và được phép cho nói, không có trái với luật Phật. Mà không nói đâu có cứu được. Còn ngược lại mấy ông mà áo vàng mà nói là mệt á, là bỏ xác là đi. Cho nên đừng có nghĩ là thiên cơ bất khả lộ. Bất khả lộ với những người tuân đã là trong cái đó. Nhưng mà thời nay con thấy có bao nhiêu thầy ngồi thiền đó. Con vô hết 100 cái chùa xem rồi. Con mà mấy đứa con mà theo sư phụ rồi là biết ngồi thiền đúng không? Là ghiền đúng không? Nó cũng như món ăn của mình vậy đó. Mà con vô chùa con kêu mấy ông ngồi 15 phút ngồi đua đi. Ông bái con làm sư phụ lại. Ông không có ngồi được. Cái tâm của mấy ông không có tịnh. Ông chỉ hơn người đời một chút. Thì cái áo, cái đầu. Vì đồng thời hơn người đời một chút là biết được nhiều cái luật Phật thôi. Nhưng mà cuối cùng học về Phật pháp, học về cách sống. Tại con người của mình là có linh hồn là phải ngồi thiền, trên trời cũng ngồi thiền, cả cha chảnh cũng ngồi thiền, mấy chư Phật cũng ngồi thiền, mấy ông tướng mấy vị đó tất cả đều là ngồi thiền. Đọc kinh là ở thế gian thôi. Còn trên đó ai cũng phải ngồi thiền hết. Cả thiên tử. Mà cái này là chiếc thân của Thái tử Thiên Nhãn. Thái tử Thiên Nhãn trên trời cũng đang ngồi thiền. Một cái chiếc thân của sư phụ cũng đang tu ở một cái hành tinh lạnh 10.000 độ lạnh. Mấy gì kể.
không phải một mà khi những người mà cao siêu á, người ta chiết thân ra được nhiều. Cái này là một cái phần gọi là một cái DNA của Thái tử ở trên trời thôi. Thái tử trên trời còn làm những cái việc ở những hành tinh khác nữa kìa, chứ không phải là một người đâu. Thì ở cũng ngồi thiền, mà tại sao phải đi cái hành tinh lạnh mà ngồi thiền đó, để chịu được cái sức nóng luôn, cái sức lạnh, để mà học nhẫn. Xuống thế gian này học nhẫn dễ ợt, trên trời học nhẫn đâu phải dễ đâu. Nội mà không có bệnh tật, không có ai để mà làm từ thiện, rồi cũng chẳng có đói bụng nữa, chẳng có cần ăn mặc nữa, không có gì phải đua đòi hết. Rồi nhẫn với ai, ai cũng nhẫn hết, rồi mình nhẫn với ai. Cho nên trên trời rất là khó tu. Đó là lý do tại sao cha với mẹ rất là khổ tâm, phải suy nghĩ, phải làm một cái lớp học. Cái lớp học là thế gian là nửa sướng nửa khổ. Và phải tạo ra cho cái thân người của mình á, da mà đi nắng chút là bị nám, phải không? Rồi ăn 2 tiếng là đói bụng phải ăn, phải không? Rồi tóc nó mọc ra bù xù rồi làm cho gọn rồi lại. Chứ còn mọi người mà học tạ đó không có chịu hết tóc, cái là ta abandon, nghĩ là tu, nhưng mà thật sự là vì con người không còn cái aware cái đó nữa, không có còn, không có còn gọi là một cái cái gọi là lịch sự dụng chữ tạm vậy. Cho nên con coi phim sao vậy theo sư phụ thì lúc đời á, thì mình cũng phải đời có ăn mặc đàng hoàng. Lúc đạo á, thì mình cũng đạo, để cho dầu sao á, cái người ngoài thế gian á, người ta đủ tầng lớp á, trí thức thấp thì họ có nhìn thấp, trí thức cao mình cũng phải dạy cho họ. Nếu mà ăn mặc kiểu là phèn sao nói chuyện trí thức cao được. Còn những hàng đệ tử mà lớn tuổi về tâm linh, họ không có hiểu, thụ đeo kiến đen cũng bị bắt lỗi, sư phụ ca cũng bị bắt lỗi, sư phụ mặc áo bông bông tay ngắn đi chơi biển cũng bị bắt lỗi. Thì nên đệ tử là phải coi lại mình có chấp không. Chứ hồi xưa sao không ai chấp sư tổ đi, đó ông đính đó, ông uống rượu say lỉnh xỉnh rồi ông ăn gà ăn bồ câu, ông nhậu tối ngày đó, sao không chấp tổ đi. Đến lúc mà thằng chiên bồ câu nó ăn lén cái cánh gà bồ câu bay không được, tổ nói là mày ăn lén. Chuyện của Bồ Tát làm chỉ Bồ Tát hiểu, người thế gian không có hiểu được. Khi không hiểu được mà mình lỡ phạm thượng là mình mất một cái duyên lành của đời này. Thấy vậy nhưng mà nó không phải vậy. Tại phim chưa có hết. Khi nào thù 88 tuổi kìa thì cùng phim nó mới xong. Cái này mới rồi, mới có năm mấy à, chứ còn ba mấy năm sau này còn nắm quyền nước Việt nữa, mấy thằng con sẽ coi phim nó còn nhiều tập. Cũng giống như hồi xưa năm 2007, sư phụ cũng mong kiếm ông nào gả cái bà ex cũ á để mà đi tu á. Thật sự lúc đó cái ở trên trời á, giống như là bỏ vô cái đầu mình cái GPS để mà bỏ hết tài sản, cho lúc đó cả ngàn ao vàng á, rồi đồng hồ Rolex rồi cho láng hết. Cả cái hãng chùa cũng muốn cho nữa, để không ai lấy. Rồi cái cuối cùng tu cho đã, mấy năm ăn chay trường, gõ mỏ, đọc kinh, rồi làm đủ xà beng hết, đi Ấn Độ tùm lum hết. Tự nhiên cái bà sư mẫu mới xuất hiện. Thật sự quen quá lâu rồi. Rồi bây giờ lúc đó cũng bị Phật tử chửi một chặt, bị mấy ông thầy nữa. Mấy ông thầy thì thật sự ông muốn thụ cạo đầu mặc áo vàng, tại vì biết sổ ngoài đời làm nhiều tiền á. Cũng giờ cũng có 2 cục. Mà con nghĩ cái đó là thù làm hay là cha làm gì. Cái đức thầy á, hồi xưa con có được đi tu, mẹ cũng vậy, phật mẫu về cũng tu. Mà lúc đó cái đầu cứ muốn ở chỗ yên tĩnh tu, rồi để 5 năm sau rồi đi làm giảng sư, phải không? Tại thấy mấy ông thầy theo mấy hòa thượng lớn có 6 tháng đây, không biết cái gì chứ mà cũng bày đặt lên bức đài nói chuyện ồ ớn,
tại đọc kinh Phật như là con lật cái cuốn chuyện tiểu thuyết tấm cá mà con đọc một khúc đó vậy thôi à, chứ không có gì hết, nó không có kinh nghiệm. Còn sư phụ kinh nghiệm đầy mình á, từ trường đời cho tới trường đạo, từ trường tình cho tới đủ hết. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thấy sai cũng là đúng. Mấy con có thấy không? Thì tới thời nay cũng vậy. Rồi như lúc năm 2019 ở dưới chủ trì chùa Huệ Mạnh có chuyện vui riêng. Thế hội là chủ cái building, mình đâu mắc mới gì, mình lo núi thôi. Rồi bị cả ngàn Phật tử lên án. Rồi cuối cùng ai đúng ai sai, cuối cùng sư phụ đúng. Nhưng mà tiếng sai vẫn nằm ở dưới chân núi tới ngày hôm nay. Cho nên những đứa này tử không hiểu, ô sao ở San Jose ít có người hiểu sư phụ, mà sao đi dùng xa sao ai cũng thương sư phụ. Hồi xưa Phật Thích Ca cũng vậy, chú cũng vậy. Ở không bao giờ độ được những người trong cái thành phố của Phật. Trong lịch sử nhân loại lúc nào cũng vậy. Ông Mohammed cũng vậy. Hồi xưa lập đạo hồi, chỗ ông ở rượt ông giết ông mà. Ông mới chạy qua cái thành gì đó, Mecca vậy đó. Rồi giờ ông trở về cái chỗ gì mà bây giờ Hồi giáo đang tu tu á, là vì có cái lịch sử đó. Cho nên hàng năm họ phải hành hương từ cái chỗ đó. Rồi ông mới trở về, ông mới đánh chiếm lại cái thành đó. Thì bây giờ mỗi năm có cả mấy trăm người trời nắng mà cũng chết đó, là vì cái lịch sử kỳ cục đó đó. Mấy con coi đi. Tức là những gì giáo chủ làm bây giờ là người ta làm lại hết. Nhưng mà làm lại hàng năm mới chết biết bao nhiêu, cũng thấy trời nắng đó, mà đi đẻ nhau chết đó. Là tự gì cũng là hai cái thành. Hồi xưa ông ở San Jose, rồi ông bị đuổi khỏi San Jose, ông đi về Nam Cali. Về Nam Cali bây giờ đến lúc mà ông trở về lại San Jose thì lúc đó ông tịch, ông chết. Thì cho nên giờ hàng năm mấy dân cứ đi bộ từ Nam Cali về Bắc Cali, mà mỗi lần đi thì chắc freeway năm chắc thầy Mohammed cũng vậy. Nhân loại nó vô minh. Ngồi thiền á, thứ nhất để những cái lệ lạc ngồi thiền, thứ nhất là mình có peaceful, cái tâm bình an của một ngày. Thứ hai, mình có plan gì á, trong lúc ngồi thiền á, cái lại giao thức của mình với chư thiền nãy gờ đầu mấy con á, cũng cho mình á, làm được rồi đó con, đi mở tiệm nail đi, vô mánh á, là mình mở liền. À, chứ còn á, không ngồi thiền, mấy vị đâu có điển vô đầu cho mình để cho mình có cái sự positive thinking. Không, hai cái. Thứ ba, ngồi thiền á, mình mới biết được người nào xấu, người nào tốt xung quanh mình. Và mình có cái nội tâm á, cái bản lĩnh nó cao siêu hơn, tức là cứng rắn hơn, không có lệ thuộc vào lời nói của người khác. Những đứa không ngồi thiền á, hay gió chiều não ngã gì đó. Rồi máu huyết điều hòa, bớt cholesterol, ngủ dễ. Người nào mà ngủ không được cứ ngồi thiền sẽ ngủ được. Tại vì khi ngồi thiền á, máu với hô hấp rồi đó, điều lại. Sau cùng là nó không có bị stroke. Stroke là nguy hiểm. Còn cao siêu nữa thì nó làm cho mình khôn ra hơn, đầm tánh hơn. Rồi mình có những cái gươm vô hình đó, nó cứng hơn. Cứ nghe biết chuyện đó sai là mình chém thọc Phật đứt. Mình ý chí mình mạnh hơn. Người nào sợ chồng hay là người nào bị chồng ăn hiếp á, sẽ không còn bị nữa. Thiền tâm chính là ngồi thiền, chứ không phải đọc kinh cũng là quan trọng. Ngồi thiền kiểu thu chỉ nha, chứ không phải thiền kiểu quán tưởng làm bậy làm bạ. Đó là thiền bình thường. Còn thiền mà muốn mở thiền nhãn thông á, hãy quán hình của mẹ,
là mẹ có nói cho phụ. Những đứa nào mà thiền cao siêu á thì phải quán tưởng mẹ, mẹ sẽ bỏ hào quang xuyên qua cái là đại di thức, tức là cái mắt thứ ba, xuyên xuống cái tâm, tức là cứ tưởng tượng khuôn mặt của mẹ đó, bỏ chưởng xuống cho mình, chưởng cái luồng điện xuống. Đó là gọi là thiền cao siêu. Còn thiền như kiểu bình thường này á, chỉ cần hít thở thôi thì là cũng là sanh ra trí tuệ. Muốn mở thiên nhãn thông thì phải vậy. Đó là nãy giờ mình chỉ nói về thiền. Cho nên cách ngồi thiền vẫn là bắt ấn tâm muội nha. Mấy tài tử Hollywood, mấy ca sĩ mê gà phải ngồi thiền. Nếu không đàn ca bắt đầu nó bị đứt mạch máu chết trên sân khấu. Để xuống ngồi thẳng lên. Nhớ phát cái này nghe, này là đang truyền tâm ấn cho. Mỗi lần mình thấy nhân tài mất mình cũng buồn. Tại vì cả 8-9 tỷ người ở đâu có nhiều người nhân tài đâu. Ít à, chỉ có vậy thôi thì là cuộc sống tươi đẹp, giàu có, hạnh phúc. Không có gì khó khăn hết. Những người không biết thiền, một là chọn ngồi thiền, hai là chọn những thứ này. Thứ nhất là mỗi ngày uống nửa chai XO. Thứ hai không là thì một là chọn này, hai chọn cái hai là uống chai rượu đỏ. Tại vì uống rượu dưới đó nó tăng á, nó tăng lên thì mới mua loại mạnh hơn. Đầu tiên là 20 độ, rồi 30 độ, rồi 40 độ. Thứ ba thì mỗi tháng kiếm một con bồ, tại vì dùng mấy cái đó để mà thay đổi cái environment đó, diversify để mà lấy cái sự happy đó. Mỗi tháng ba con bồ, mỗi con bồ mua căn nhà, ba đứa mua ba căn. Mấy đại gia là đâu có biết ngồi thiền thì bảo đảm thiền nó trúng là hết luôn á. Đại gia là vậy không, thủ quán đại gia không à, chơi biết mà. Thứ tư là tối ngày cứ hỏi ê mày có chỗ nào vui ngủ tao đi. Thứ tư là hay đi kiếm ca sĩ về mở tiệc ở nhà đó, kêu ca sĩ tới nhà ca. Thứ năm hay làm ở đây nó có mấy đứa mà gọi là người mẫu ca sĩ, hay những đứa mà mắc cỡ không chịu đi làm hãng hay là giũa neo á, rồi đi cặp mấy ông già giàu á, mỗi tháng lấy tiền retainer mỗi ông 2000 á. Đó thì mấy dạng đại gia cũng có tốn tiền mới vụ này. Tại vì khi không biết mời thì phải làm cái gì, chứ không có thể mà chấp nhận ở yên chỗ đâu. Con người khó lắm. Còn mà khôn hơn nhất luôn á là như cỡ Hoàng Kiều vừa được bồ đẹp 77-27 phải không, kỳ đó không, rồi người đẹp nổi tiếng thì mình cũng được lên báo đồ nữa, mình cộng lợi với ổng khoe sức lực rồi đó. Còn mà đâu ai khôn mà thằng Hoàng Kiều đâu, toàn là dở Hoàng Kiều không à. Cho nên đi cặp bồ lén thì nó muốn chọn nào chọn. Chỉ có ngồi thiền không có tốn đồng sen nào hết, không có tốn đồng nào hết. Bác ấn tam muội ngồi, từ ca sĩ cho tới đại gia làm ơn. Mỗi ngày ngồi thẳng lưng nè. Nhiều khi mấy em cái này á, ít có mấy ông thầy biết. Tại thầy thời nay là khác hơn thầy thời xưa. Thầy thời nay mà lên trên mạng á là không phải là thầy rồi. Mà thầy bây giờ lên trên mạng là mấy ông thầy không có biết ngồi thiền nhiều. Đó là lý do sau này họ thiền chúng ta đó là thiền tâm, là thống nhất tất cả các đạo. Mình đang giống như bữa đi máy bay, chứ phụ cũng ngồi thiền trên máy bay như thường á. Hai thằng Mỹ ngồi kế bên máy bay nó cứ ùa còn đã nữa. Càng tiếng động nào mình ngồi mình để ghế mình dựa như này, dựa cũng được phải không? Ngồi thiền ngồi chừng tiếng đồng hồ, đây qua Houston là 3 tiếng phải không? Ngồi thiền tiếng, thức dậy cái đọc cho phụ có một cuốn sách như là của mấy vị dạy á, nhưng mà mình không có giờ mình đọc tâm trạng lời của bề trên nói cao siêu lắm,
nhưng chữ thải hồi thôi mà thường phải suy nghĩ lúc đầu rất là khó. Thải tức là những đứa đệ tử mà là mất tiếng của Thiên Tâm thải ra, rồi sau này hồi lại thì mới dùng về, mới vậy dùng có chữ một thải hồi, tức là đuổi nó đi rồi kêu nó lại sau này khi nó sám hối thì thải hồi. Thì lên máy bay ngồi thiện tiếng đọc lại mấy lời mấy vị dạy hai tiếng máy bay đáp rồi. Ở đâu thường cũng ngồi thiền được, chứ không phải mình chờ tới chỗ này hay là gốc cây hay là trong phòng thì dễ rồi. Đó, xong cái clip này là thiền. Ý là mình nói là thằng em mình đó, mà nó mà biết thiền nó không có chết. Biết thiền không có ai chết. Ok, gán thiền nha mấy ca sĩ.